Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Điện Biên Tây Bắc nha. Đấy, hôm nay mình với mấy bác lại đi bắt ong mọi người nha. Chào ải nồng nữa, ải nồng tính lại nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ đi bắt ong, mọi người thấy hành trang chưa? Đây này, đồ này, đấy. Ba lô mình đằng sau còn một túi đồ to nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tới địa điểm để bắt ong nhé mọi người nha. Đây mọi người nhìn núi rừng này. Đấy. Tắt mày tắt khởi gì đâu quá. Đấy mọi người. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu lên đường nha. Di chuyển tới địa điểm bắt ong mọi người. Mà không biết là hôm nay là nó có nhộng hay không, hay là nó hết rồi mọi người. Đường hơi là dốc luôn, khó đi lắm. Đường này khá là khó đi. Đấy nhà toàn rừng cây thôi. Mệt quá mọi người ơi. Đường này khó đi quá anh em ạ. Anh em này. Đây anh em nhìn này, có dốc không? Quá là dốc luôn. Đây anh em ơi. Chiếc mũ bảo hộ của tôi đây này. Đấy. Phải dùng mũ bảo hiểm này thì mới có thể bảo hộ được. Trong một tầng rừng cây này anh em ơi. Đeo đến nửa đường khá là mệt rồi mọi người. Loạng choạng rồi. Đi cũng khá xa phết đấy mọi người. Nhìn thế này thôi. Đây anh em nhìn rừng cây này. Hệ. Toàn cây là cây thôi. Đây này, cây này bị người ta chặt rồi. Đấy, bị đốn đổ rồi mọi người ạ. Khá mệt mọi người ạ. Vật vã luôn. Hôm nay mình còn mang cái đôi dép tông đi nữa cho nên là đi khó lắm anh ạ. Đây anh em nhìn bên kia kìa. Đấy. Bụi tre. Khả năng là có con sâu tre đấy mọi người. Nhưng mà không biết mùa này là còn hay chưa.
khó đi quá anh em ơi. Đây anh em ơi, tới chỗ tổ nó rồi nhá. Đây anh em thấy chưa? Đấy, tổ nó đây. Khá là to. Hiền bao cái này chứng mà nè. Tớ lên, tớ lên. Đây anh em ạ. Đây anh em ơi, bố bọn Trường đang trèo nhá. Bố bọn Trường đang trèo lên rồi nhá mọi người nhá. Mình đang mặc đồ bảo hộ cho nên là nói không nghe rõ mấy mọi người ạ. Kìa mọi người nhìn tổ nó kìa. Đây mọi người, tổ nó ở đây nha. Mình đang ở khoảng cách khá là xa. Tí nữa con ong bay ra nhiều thì chắc chắn là mình sẽ không nói được cho anh em nghe rồi. Mình sẽ phải đội mũ vào cho nên là không thể nói được mọi người. Đây, tổ nó đây này. Đấy anh em ạ. Đây anh em ạ. Tổ này cũng khá là to đấy mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn kìa. Cái tròn tròn đen đen kìa. Đấy. Con mẹ nó bắt đầu bò ra rồi nhá. Mẹ nó bắt đầu bay ra rồi mọi người ạ. Đấy. Mình thấy bay xuống mấy con rồi. Đấy, anh em thấy con của nó bay chưa? Con mẹ của nó bay chưa? Đang bao vào bố bọn Trường ấy.
chứ tỏ lẹ quá. Ba cái đang lấy cái bao ra để đựng nha anh em nhá. Lấy cái bao chụp vào rồi thì cắt vào được luôn đấy. Đấy, anh em ạ, vừa chụp cái bao rồi. Thế là xong anh em ạ. Vậy là xong một tổ nhá, đầy. Tổ này không ấy mấy như tổ đợt trước anh em ạ, đốt bình 3 phát luôn. Tổ này thì nó bình thường thôi. Nó không manh động mấy. Anh em đang lấy cái bao kia xuống rồi nhá. Tí mình sẽ đi quay cận cảnh cho anh em xem nhá. Được anh em ơi, mình sẽ xuống quay cận cảnh cái tổ ong kia cho anh em xem nhá.
cái củ đấy nó rơi xuống chỗ nào rồi? À đây không? Đây này, nó đang nằm ở trong cái bao này rồi nhá, nằm gọn trong cái bao này rồi, không thì chạy đi đâu được rồi. Đây nhá, khá là to. Đây anh em ơi, nó đang nằm trong cái bao rồi nhá. Đấy, mệt quá mọi người ạ. Còn bác kia thì bây giờ mới đang xuống thôi. Đây anh em ơi, đã bổ tao rồi nhá. Con mẹ của nó nhiều quá. Đấy anh em ạ, bổ tao rồi. Nhưng mà cái này là không có nhiều ấy mấy. Không có nhiều nhộng mấy anh em ạ. Nếu mà nhiều nhộng thì cái này thì sướng luôn. Đấy anh em ạ, như vậy là bỏ vào túi thế thôi. Cái này kể ra nhiều nhộng thì cũng được ăn. Đây anh em ơi, nhớt cái tấm cho nó. Nó hết nhộng rồi anh em ạ, nó biến thành con ong nó bay đi rồi. Đây anh em nhìn này, đấy, được mỗi một ít thôi. Đấy, tổ này được mỗi một ít thôi. Đây này, con mẹ ở đây này. Đấy anh em ạ, nhiều. Đấy, nóng quá mọi người ạ. Đây anh em ơi, vừa tổ kia xịt mất rồi, chỉ được chắc tầm một đĩa thôi mọi người ạ. Đấy, giờ đã cởi đồ bảo hộ anh em. Cây trong này quá nhiều luôn, hôm nay tổ đấy to như thế mà có nhộng hết thì chỉ có là nó phải tự rơi vào khoảng tầm 9-10 cân đấy mọi người ạ. Tiếc quá, tại bây giờ đang là cuối mùa rồi mà mọi người, tổ nào làm hơi muộn muộn một tí thì nó vẫn còn, tổ nào nó làm từ đầu mùa thì chắc chắn là nó hết rồi anh em ạ, chỉ còn có mấy tổ không thôi, vườn không nhà trống thôi. Đấy, anh em ạ, mệt quá, mệt thế này được tổ to thì nó gọi là thích. Khung cảnh ở đây chim hót, rừng cây thì rừng to, công nhận tổ ong kia cũng to thật mọi người ạ, nhưng mà hôm nay hơi đen, với lại mùa đây nó cuối mùa rồi mà mọi người. Nó không có nhộng là đúng rồi. Cái của lót chất thì tưa nó rú vào hiểu cái thì